Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 10m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp, cũng như mình sẽ có 3 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh. Và phía bên trên mình có sân thượng cũng như căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông. Mình được mở cửa sổ ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với căn nhà được các chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trên một con hẻm xe hơi, xe tải thường di chuyển vào bên trong căn nhà của mình. Với con đường ở phía trước căn nhà rất là rộng và căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường chính, đường dẫn ra trục đường Nguyễn Phúc Chu cũng như Hoàng Mạt Đạt. Và mình cùng nhìn lại các khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng về một trong hai căn nhà đang có hướng là hướng Tây, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Kế tiếp mình có thêm một bộ cửa bên trong và một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phía bên ngoài được các chủ nhà thiết kế để mình để xe gắn máy cũng như bên trong. Thì mình làm phòng bếp và phòng khách thì được cái chị nhà di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà rồi. Với căn nhà có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 10m. Cho nên là anh chị nhà thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt rất là rộng rãi để mình để xe. Thì căn nhà mình được thiết kế có phòng khách đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Cho nên là phía dưới này rất là thoáng và rất là mát. Được anh chị nhà thiết kế cho mình có một phòng bếp, mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế để anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp, và mình có những cái lam trang trí cũng như những cái mảng 3D cắt CNC rất là đẹp. Và tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình thì được thiết kế với tông màu rất là đẹp và rất là hiện đại. Bên trong mình có hệ thống lavabo rửa chén bát, cũng như di chuyển là khu vực phía sau là khu vực cầu thang cũng như nhà vệ sinh căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với mẫu nhà hiện đại, mình có cầu thang, được các chủ nhà thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng để mình di chuyển lên lầu rất là thuận tiện. Và nhà vệ sinh, nhà vệ sinh căn nhà mình thì được các chủ nhà thiết kế rất là rộng rãi và thoáng mát. Bên trong mình có lavabo, bàn cầu cũng như vòi sen tắm. Mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp cũng như khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng căn nhà, thì đến với lại không gian phòng khách phía bên trên căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế phía bên dưới, nếu gia đình mình có nhu cầu mình cũng có thể làm phòng khách ở bên dưới, và bên trong thì mình làm phòng bếp, và nếu có nhu cầu thì mình cũng có thể làm phòng khách ở phía bên trên tầng lửng căn nhà. Đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà, được cái nhà thiết kế cho mình có một bộ bàn ghế sofa ở phía bên trên. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở phía bên dưới của căn nhà. Như căn nhà mình thì được thiết kế khu vực tầng lửng, mình cũng có nhà vệ sinh rất là thuận tiện để gia đình mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và mỗi lầu mình đều có nhà vệ sinh cho nên là sử dụng rất là thuận tiện. Và nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế đầy đủ nội thất bên trong, mình có hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm cũng như gương soi. Và chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng là quý nhà sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5 tỷ một chút xíu thôi. Căn nhà nằm sát với lại trục đường chính là đường Trường Chinh, thuận tiện để quý nhà di chuyển về trung tâm của thành phố. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 15 đến 20 phút, và mình về sân bay Tân Nhất thì tầm cỡ khoảng độ 10 đến 15 phút, rất là gần. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ từng lầu của căn nhà để chúng ta tham quan. Căn nhà mình thì được thiết kế toàn bộ cửa được làm bằng chất liệu gỗ, và mình có những cái hoa văn chạm trổ rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ căn nhà thì được các chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất,
mỗi lầu mình có một cái phòng ngủ thôi, cho nên rất là rộng và rất là thoáng mát. Được anh chị nhà thiết kế cho mình có giường, tủ và cửa sổ cũng như cửa đi ra ban công bên ngoài, cái gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Với căn nhà được thiết kế mỗi lầu có một cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh thôi, cho nên là rất là rộng. Và từng lầu này thì mình cũng có thể kê thêm những bộ bàn ghế sofa và những cái bàn làm việc thì rất là thuận tiện. Và đây là nhà vệ sinh căn nhà. Nhà vệ sinh căn nhà mình rất là dài và rất là rộng, được cái chị nhà thiết kế rất là đẹp, có gạch đá cao lên kín tường, rất là thoáng và rất là mát. Với không gian nhà vệ sinh hình gần như là hình vuông, cho nên là rất là rộng. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là Quỳnh Hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà được xây theo mẫu nhà hiện đại với kiến trúc mới nhất năm 2022. Thì quý nhà đang xem video như đang quan tâm đến một trong hai căn nhà nằm tại trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thì quý nhà nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để quý nhà có thể sở hữu cho mình một căn nhà cũng như cặp nhà vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, với cặp nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và mỗi lầu mình có một cái phòng ngủ master rất là lớn, kèm với đó là một cái nhà vệ sinh master cũng rất là lớn. Và ngoài ra không gian phòng ngủ này thì mình cũng có thể kê thêm bộ bàn ghế mini để mình ngồi uống trà, cũng như bộ bàn làm việc rất là tuyệt vời, cũng như mình cũng có thể để máy massage rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 căn nhà. Mỗi lầu mình có một cái nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Nhà vệ sinh căn nhà mình rất là rộng rãi và thoáng mát. Với căn nhà đang có hướng Tây cũng như cặp nhà đang có hướng Tây của khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và với căn nhà đang có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 10m, được cái chịu nhà thiết kế một trệt một lửng và tới 4 lầu. Và mình được thiết kế có 3 phòng ngủ master, 3 phòng ngủ lớn và tới 5 nhà vệ sinh. Ở phía trên mình có phòng thờ bên trong và sân thượng ở phía bên ngoài. Và chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà đã sở hữu cho mình một trong hai căn nhà đẹp nằm tại trục đường Nguyễn Phúc Chu thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ hơn 5 tỷ thôi. Quý nhà đã sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà này đặc biệt là nằm trên con hẻm xe hơi, ở xe tải thì di chuyển vào bên trong căn nhà mình thì rất là thuận tiện những nhà mua ở và mua đầu tư cũng như mua cho thuê. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp và với cặp nhà vừa mới được xây dựng xong đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng rồi. Thì trên trang nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau, và từ chỉ với giá từ 3 tỷ cho đến 30 tỷ là quý khách sẽ lựa chọn cho gia đình mình một trong những căn nhà đẹp và những căn nhà ưng ý nhất tại quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực quận Tân Bình này thì nhà đất Hoàng Tiến đang có một số căn muốn gửi đến quý khách chỉ với giá từ 6 tỷ đến 12 tỷ là quý khách có thể sở hữu cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai căn nhà được thiết kế na ná giống nhau. Phía ngoài thì trời đang mưa nên nhà đất Hoàng Tiến xin quay video từ bên trong ra bên ngoài quý khách tham quan. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.